Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sim mới, sim ghép mới nha. Mình ghép trên cái con Beilut này, iPhone Beilut Lock. Con này Beilut Lock 32GB. Rồi, mã máy thì mình coi coi. Con này LL nha, mã Mỹ nha anh em, 32GB mã Mỹ. Ok nha. À, máy lock bây giờ nó sẽ thành máy quốc tế rất đơn giản anh em. Mình chỉ dùng cái sim ghép đặc biệt thần thánh như thế này nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nha, nhanh gọn. Rồi, cái máy nó ok như thế này anh em. Bây giờ anh em lấy cái sim ra. Anh em lấy sim ghép nha, gỡ ra nha. Cho vào cái sim. Rồi, cho vô cái máy lock nha. Rồi, nó sẽ vô chứ được kích hoạt. Anh em kích hoạt nó nhanh gọn nè, bật khẩu máy này, tiếp tục nè, chờ vài phút nó kích hoạt xong nhanh. Đó, ok anh em nha, máy báo không dịch vụ ha, đã kích hoạt xong nha. Anh em chọn ra lấy bỏ vô sim thường vô. Rồi, chờ tí nha. Anh em lấy một cái sim Viettel này hay là Mobi gì đó, Vina, bất kỳ gì sim nào ha của anh em là được. Bỏ vào. Cho vô nha. Chờ tí nha anh em. Đó, lên sóng liền, đàng hoàng liền nha anh em, thấy không? Sóng VIP luôn. Nghe gọi thoải mái luôn. Và đã thành máy quốc tế nha. Mình gọi thử 900 này. Đó, gọi ok luôn nha anh em. Nó tự động thành một cái máy quốc tế luôn. Đó. Và anh em rút sim thay sim thoải mái, không có xài sim ghép như ngày xưa nữa ha. À, anh em lưu ý nha, con này là chỉ xài phiên bản 14.4 trở lên nha. Ok nha anh em, 14.4 trở lên. Nhớ là iOS nha, iOS thấp không được ha, buộc phải nâng cấp lên 14.4. Rồi ok, thằng ấy chào cả nhà nha.